Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chó săn máu Kadyrov của Putin tức giận tấn công Musk. Ông chủ của Tesla, Musk năm nay 50 tuổi, là người giàu nhất thế giới và nổi tiếng vì sự hài hước của mình. Với sự hài hước đó, giờ đây anh ta đang phản ứng trước những lời lẽ tức giận của Tổng thống Chechen Ramzan Kadyrov, 45 tuổi, vốn là một tay sắt máu chuyên phục vụ Putin tấn công những nơi mà Putin muốn. Đây là hình ảnh Tổng thống Chechen Kadyrov tức giận công kích Musk. Ông chủ Tesla Elon Musk, năm nay 50 tuổi, lại một lần nữa pha trò cười trên trang Internet và ông không thể để mất bình tĩnh trước nhà độc tài người Chechen Kadyrov, người trung thành hết mực với Putin. Hắn vốn là tên chó săn khát máu của Điện Kremlin, đã tỏ thái độ giận dữ chống lại Musk trên kênh Telegram của mình. Đây là hình ảnh ông chủ Tesla Elon Musk tài trợ ngay hệ thống Internet tốc độ cao trên vệ tinh cho chính phủ Ukraine khi bị quân xâm lược Nga bao vây và phá hoại nền tảng Internet của mình. Xuất phát điểm, vào hôm 14 tháng 3, ông chủ Tesla đã thách đấu với Vladimir Putin, 69 tuổi, bạo chúa của nước Nga vì Ukraine. Ông nhấn mạnh, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Kadyrov, một người Hồi giáo, giờ đây đã chia giễu trên trang Telegram rằng Elon Musk, một lời khuyên rằng đừng có đọ sức mình với Putin, hai người ở hai thứ hạng hoàn toàn khác nhau. Putin sẽ tỏ ra mất đi tinh thần thượng võ nếu ông ta đánh bại Phật Cứt Già, một đối thủ yếu hơn ông ta nhiều. Đây là lời lẽ của tay khát máu này. Đây là hình ảnh quân lính của Kadyrov nổi tiếng với sự hung hãn, tàn bạo và giết người không gớm tay đã gây ra rất nhiều tội ác. Ông chùm người Chechnya tiếp tục bài xích rằng đó là lý do tại sao bạn cần phải tăng cường cơ bắp của mình để biến đổi từ Elon eo là thành Elon tàn bạo mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, Kadyrov đã đề xuất nhiều khóa huấn luyện đa dạng cho tỷ phú rằng, ví dụ như tập luyện trong quân đội ở Chechen chẳng hạn. Và Musk đã thay đổi tên trên trang tweet của mình. Đây là hình ảnh tweet của Musk. Như thường lệ, Musk thường phản ứng một cách lạnh lùng trước những lời nói giận dữ của ông trùm người Chechen. Ông viết trên trang tweet của mình như sau. Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng sự huấn luyện xuất sắc như vậy sẽ mang lại cho tôi một lợi thế quá lớn. Ông chủ hãng xe Tesla tiếp tục nói rằng, nếu ông ấy, tức là Putin, sợ cuộc đấu, tôi sẽ đồng ý chỉ sử dụng tay trái cho dù tôi không thuận tay trái. Sau đó, ông ta nhanh chóng đổi tên của mình trên trang tweet thành Elon Musk. Đây là hình ảnh Putin thường có thói quen khoe khoang cơ bắp của mình bất kỳ khi nào khi có cơ hội. Doanh nhân này đã tham gia vào cuộc chiến ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine và ngày một trở nên dữ dội, đưa đến cái chết của hàng ngàn thường dân Ukraine và tàn phá nhiều thành phố của nước này. Đáp lại lời yêu cầu từ Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số của Ukraine về việc cung cấp cho đất nước này một kết nối Internet ổn định, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Musk đã thiết lập kết nối Internet mong muốn của Ukraine bằng vệ tinh Starlink tại dự án SpaceX của mình. Kính mời các bạn xem bản tin Nga sẽ vỡ nợ sau vài ngày nữa. Nga đã phát đi tín hiệu rõ ràng nhất rằng nước này sẽ sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ trong ít ngày tới. Và đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ Nga mất khả năng chi trả các khoản nợ nước ngoài, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Silov nói rằng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tức là khoảng 375 tỷ USD, đã bị đóng băng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, tức là khi Nga tấn công xâm lược Ukraine thì các tài khoản này cũng bị đóng băng. Do đó, chính phủ Nga sẽ thanh toán các khoản nợ đáo hạn cho các chủ nợ từ những quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp
cho tới khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ông Silonov đã nói như vậy. Đương nhiên, không quốc gia nào cho vay US dollar lại nhận bằng rúp trở lại cả. Đây là hình ảnh người dân Nga xếp hàng dài trước các ngân hàng để rút tiền, mua đồ. Một vụ vỡ nợ đang hiện hình tại Nga. Theo kênh CNN, các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể dán nhãn vỡ nợ lên Nga nếu nước này trễ hạn thanh toán hoặc dùng đồng rúp hay nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán các khoản nợ phát hành bằng tờ US dollar hoặc tiền euro khi có khoản nợ này đáo hạn. Một vụ vỡ nợ cấp quốc gia có thể thúc đẩy một số các nhà đầu tư nước ngoài còn lại ở Nga sẽ rút khỏi nước này, khiến nền kinh tế đang lao dốc của Nga thêm phần bị cô lập. Ngân hàng Mỹ JP Morgan cho rằng một vụ vỡ nợ của Nga sẽ xảy ra sớm nhất vào ngày thứ Tư tuần này, khi Moscow đến hạn phải trả hơn 117 triệu US dollar tiền lãi trái phiếu chính phủ phát hành bằng tiền đồng USD. Từ năm 2018, Nga đã phát hành trái phiếu có thể thanh toán bằng nhiều loại tiền khác nhau. Nhưng lô trái phiếu này phải được thanh toán bằng tiền đô. Hôm Chủ nhật, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Georgi, nói rằng một vụ vỡ nợ của Nga không còn là điều không thể xảy ra nữa. Có nghĩa là nó đã đến rất gần. Nga có tiền để trả nợ nhưng họ không thể tiếp cận tiền đó. Bà Georgi nói trong chương trình với đài truyền hình CBS như vậy. Đây là hình ảnh các nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài, khiến cho họ không thể rút tiền ngoại tệ về nước hoặc thanh toán quốc tế. Tuần trước, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch hạ điểm tín nhiệm đối với trái phiếu của Nga, nói rằng sự sẵn sàng và năng lực trả nợ của Nga đã bị xói mòn và một vụ vỡ nợ đang hiện hình. Fitch cũng cảnh báo rằng Nga có thể tìm cách thanh toán cho chủ nợ ở một số quốc gia bằng tiền rúp. Tuy nhiên, khó có quốc gia nào chấp nhận điều này, kể cả Việt Nam. Các nhà phân tích thuộc Capital Economy nói rằng khả năng xảy ra một vụ vỡ nợ của Nga đã được phản ánh vào trái phiếu Nga phát hành bằng tiền đồng US dollar. Giá của trái phiếu này đã giảm xuống mức chỉ còn có 0,2 US dollar trên mỗi đô la mệnh giá, tức là chỉ còn có 20% và mất 80%. Số lãi trái phiếu đáo hạn vào ngày thứ Tư tuần này có thời gian ân hạn 30 ngày. Tuy nhiên, các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể tuyên bố Nga vỡ nợ trước khi kết thúc thời gian ân hạn đó nếu Moscow nói rõ ràng họ không trả được nợ. Nga có vụ vỡ nợ trái phiếu phát hành trong nước gần đây nhất, đó là vào năm 1998, khi nước này rơi vào khủng hoảng tài chính vì giá hàng hóa cơ bản sụt giảm chóng mặt. Còn lần gần đây nhất nước này vỡ nợ trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ, đó là thời gian trước đây năm 1918, khi ông Vladimir Lenin đã từ chối thanh toán khoản nợ trái phiếu do Sa Hoàng phát hành trước đó và dẫn đến vỡ nợ. Đây là hình ảnh Lenin đã từng từ chối trả nợ vào năm 1918 dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở nước này. Hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào là câu hỏi được đặt ra. Một tin là chính phủ Nga vay nợ khá ít, hãng truyền thông quốc tế chia sẻ và Ngân hàng Quốc tế ước tính rằng ở thời điểm cuối năm 2021, Nga có khoản vay 40 tỷ tiền nợ ngoại tệ, trong đó khoảng một nửa nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, những hệ quả tiềm tàng từ một vụ vỡ nợ của Moscow là điều khó cân đong đo đếm. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 và đại dịch COVID-19 đã cho thấy những cú sốc tiêu cực có thể khiến cho hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu vốn có mức độ kết nối cao có thể rung lắc mạnh như thế nào, và lần này Nga cũng gặp tương tự. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế IBS, các thực thể Nga đang nợ các ngân hàng quốc tế tổng cộng hơn 121 tỷ US dollar, trong đó 84 tỷ đô la là tiền vay từ các ngân hàng ở châu Âu, nhiều nhất là từ ngân hàng của Pháp, Ý, Áo. Các ngân hàng của Mỹ cũng đã cho phía Nga vay tới 14,7 tỷ đô la. Bà Georgi nói rằng khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính ở thời điểm này là khá thấp và nguy cơ lan rộng ảnh hưởng từ các ngân hàng phương Tây ra toàn bộ hệ thống trong trường hợp Nga vỡ nợ là không cao vì số lượng Nga vay không nhiều. Đây là hình ảnh Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ cũng đã đóng băng tài khoản của các tỷ phú Nga. Ngay cả khi Nga dừng việc thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài đối với các lô trái phiếu chính phủ, đồng nghĩa với một vụ vỡ nợ khoảng 60 tỷ đô la,
nếu bao gồm cả nợ bằng đồng rúp phát hành ở nước ngoài, thì sự cố này cũng chỉ tương đương như vụ vỡ nợ chính phủ của Argentina vào năm 2020, một sự kiện không gây biến động thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc Capital Economy cảnh báo rằng nếu một định chế tài chính lớn nào đó bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi một vụ vỡ nợ của Nga, thì ảnh hưởng của nó có thể lan ra rất rộng và nhanh chóng. Và rủi ro thứ hai là vụ vỡ nợ của Moscow có thể khiến các công ty Nga cũng rơi vào cảnh vỡ nợ theo, kể cả những công ty dầu khí đang thăm dò và khai thác với Việt Nam. Tuần trước, tỷ phú giàu nhất của Nga Vladimir Putin kêu gọi Moscow nới lỏng các hạn chế về ngoại tệ để các công ty của nước này có thể thanh toán lãi và gốc đối với các trái phiếu và khoản vay ngoại tệ. Nếu không, có nguy cơ Nga sẽ vỡ nợ hoàn toàn đối với nợ quốc tế, mà theo ước tính của ông Putin thì vào khoảng 480 tỷ đô la, một số tiền khổng lồ vào lúc này. Đây là hình ảnh các công ty dầu khí của Nga cũng đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt, mà nguồn dầu khí đem lại đến gần một nửa tổng thu nhập quốc dân của Nga. Đối với Nga, tổn thất chính là bị loại khỏi thị trường vốn toàn cầu hoặc ít nhất phải vay nợ với chi phí rất cao trong một khoảng thời gian kéo dài. Các biện pháp trừng phạt đã khiến Nga phải chịu hứng điều này, báo cáo của tờ Capital Economy nhận định như vậy. Và khi Nga càng nhúng sâu vào việc xâm lược Ukraine, thì cấm vận trên thế giới càng mạnh mẽ và Moscow càng trở nên khó khăn.